video này trên YouTube Kho Tư liệu Xây dựng. Xin kính giới thiệu đến quý vị về hình ảnh thang bằng chuyền. Đây là một loại thang dạng như là thang cuốn, nhưng mà bề mặt thì phẳng, tức là không có giật cấp như là thang cuốn. Và vì cái bề mặt phẳng như vậy cho nên nó cần một cái độ thoải rất là lớn. Thành thử quý vị nhìn thấy là cái chiều dài của thang là nó rất là dài so với các cái loại thang thông thường khác. Cái cầu thang này thì thường được lắp đặt trong các cái trung tâm thương mại, các cái sân bay. Đối với các cái trung tâm thương mại thì nó giúp cho người mua sắm có thể đẩy đặt những chiếc xe đẩy hàng lên trên bề mặt của cái thang bên chuyền như này và di chuyển từ tầng này đến tầng khác. Còn ở các cái sân bay, các cái nhà ga lớn rộng thì người di chuyển không có phải di chuyển nhiều bằng đi cấp đi bộ thì nó sẽ rất là mệt, và người ta chỉ việc đứng trên cái thang bằng chuyền như thế này để đi đến cái vị trí mà mình mong muốn. Đây là cái thang bằng chuyền, nó chuyển từ cái tầng này qua tầng kia của một cái trung tâm thương mại. Chúng ta cũng có những cái thang bằng chuyền mà nó chỉ di chuyển lên cái mặt bằng thôi, tức là thay vì người đi bộ thì chúng ta đứng lên cái thang bằng chuyền để nó chuyển từ cái vị trí này qua vị trí kia, nhưng mà ở trên cái mặt bằng thôi. Đặc biệt như nãy chúng ta nói là nó trong các cái để cố trí trong các cái sân bay, các cái nhà ga, các cái bến xe rộng. Bây giờ chúng tôi sẽ ghi hình ở các cái cầu thang đi lên rồi đi xuống để quý vị quan sát các cái kiến trúc xung quanh cũng như là hai bên cái thang bằng chuyền. Đây là cái thang, cái nhánh thang đi xuống từ cái tầng cao xuống tầng thấp. Cái vị trí bắt đầu chúng ta sẽ bước chân lên như này, và quý vị là nhìn thấy các cái tấm thang dưới sàn của cái thang liên kết với nhau và là một mặt phẳng chứ không có giật cấp như là cái thang cuốn. Đây là cái tay vịn. Cái tay vịn thì nó cũng sẽ trôi, nó sẽ di chuyển theo cái bản thang. Hai bên cái lăng can cầu thang là các cái tấm kiến cố định như thế này, người ta dán các cái bảng quảng cáo. Đây là vị trí cuối cùng của cái vế thang đi xuống. Quý vị thấy là có nguyên một chiếc xe đẩy có thể đặt đến trên cái bề mặt của cái thang bằng chuyền như này và đi từ trên xuống dưới thấp. Thank you.
Đây là cái vết thang đi từ tầng thấp lên tầng cao. Cái đáy bậc thang và các cái mặt không thì người ta bao bọc bằng các cái tấm inox như thế này. Bên trong là bên trong những cái thùng inox là các cái bộ phận của cái thang. Cái bộ phận cố định này cũng bằng được bao bọc bằng inox. Đây là các cái giải bóng đèn chiếu sáng cho cái vị trí thang bên trên trên cùng. Kênh YouTube My Khoa Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được cập nhật những video mà chúng tôi quay từ thực tế các công trình và post lên kênh hàng ngày.